biến hóa bất ngờ. Đêm tranh tài thứ 14 tiếp tục là cuộc thử thách với ba tiếng hát đã gây nhiều ấn tượng thú vị ở các vòng thi trước. Họ sẽ một lần nữa thuyết phục các giám khảo và khán giả về tài biến hóa của mình. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, dừng bên em mong hoang mang rồi em khóc, mong người sẽ quay về. Dù bạn biết có mãi cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn, làm sao để xóa em nỗi đau thêm thu này. Hello, chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Bước đi nào nhanh chân lên vui cất đón nắng mai. Đón xem tập 14 biến hóa bất ngờ vòng thi thử thách vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.